Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình vừa kết thúc một buổi tập rất là mệt của Cun Cun. Thế nhưng mà vấn đề không phải là buổi tập này mà là chủ nhật tuần sau. Bọn mình sẽ có một buổi tuyển thành viên vào đội trainee của Cun Cun. Và trong thời gian vừa qua mình nghe nói rằng các bạn nghĩ rằng mình rất là độc ác, thế nên là các bạn đã không thi vào Cun Cun. Thế nhưng mà mình làm clip này để nói rõ một sự thật, đấy là thực ra mình rất là cute. Vậy nên các bạn hãy đến với chúng mình vào Cun Cun để cùng tham gia và luyện tập với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày 13 tháng 12. Yeah!